Để triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên theo đúng kế hoạch đề ra, cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các ngành liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai các bước theo đúng trình tự để bàn giao phần diện tích còn lại của doanh nghiệp cho đơn vị thi công. Toàn tỉnh hiện đã thu hồi và bàn giao đất cho chủ đầu tư trên 195 ha trên tổng số gần 226 ha, đạt trên 86%. Các địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh là huyện Khoái Châu bàn giao 100% mặt bằng, Yên Mỹ trên 90%, đã di chuyển được trên 99% số ngôi mộ, đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Khối lượng thi công các khu tái định cư đạt khoảng 70-90%. Trong đó có một khu tái định cư ở huyện Yên Mỹ đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình được tái định cư. Riêng phần đất của 15 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 4 với diện tích trên 10 ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được 3 trên 15 doanh nghiệp, 12 doanh nghiệp còn lại đã hoàn thành công tác kiểm đếm, dự kiến phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức chi trả bồi thường hỗ trợ cho doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 8 năm 2024.